Chào mừng tất cả các bạn đến với khóa học đầu tiên của Đăng Khoa, admin của học đàn guitar.net cũng như là Guitar for Freedom. Trong khóa học này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tất cả những kỹ thuật guitar điện mà mình biết. Câu lick áp dụng có backing track thể loại từ ballad nè, fusion, rock, funky, tất cả các kỹ thuật áp dụng ở trong đó. Khóa học này mình thiết kế để các bạn có thể luyện tập trong vòng 3 tháng. Mình hy vọng là các bạn có thể thấy được rằng là cái quá trình luyện tập của mình từ đầu cho đến kết thúc khóa học là có sự tiến bộ một cách rõ rệt nhất có thể. Trong tất cả các bài giảng của mình đều có cái video đánh chậm, đánh nhanh. Nếu các bạn tập thấy rằng là cái phần đánh chậm đó các bạn chưa quen, hãy tập chậm hơn nữa. Gần 150 clip nha các bạn. Thì trong đó là mình hướng dẫn rất là chi tiết từ cái rất là nhỏ nhặt để cho các bạn có thể tiếp cận một cách đúng đắn nhất. Với tiêu chí của mình là bạn tập chậm mà đúng còn hơn là tập nhanh mà sai. Khi bạn tập chậm đúng, các bạn nâng tốc độ dần 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 lên. Do đó, hãy kiên trì. Chi phí của khóa học rất là rẻ, trung bình là nó một ly cà phê một ngày thôi. Các bạn có dành một ly cà phê cho niềm đam mê của các bạn không?